chào mọi người. Hôm nay Trang đi cửa hàng Sephora sẵn tiện quay cảnh trang trí Noel cho mọi người xem luôn nha. Đây là Mary nha cả nhà. Người ta chuẩn bị Noel nè cả nhà. Ta đã coi Noel đẹp chưa? Giờ tới quay cái này cho mọi người xem nha. Đây là đây góc kho xinh đẹp. Đây là Mary. Mary the Thor, Thỏ thị chính. Cả nhà nhìn nè. Đẹp cả nhà ha. Wow. Trông rất dễ thương. Mấy em nhỏ thích lắm nha. Sau cái mình đi ban đêm mình quay cái cảnh ban đêm cho có đèn nó đẹp hơn cho mọi người xem nhé. Đẹp quá. Mình đang đứng ở trung tâm phố của Thoa nghe cả nhà. Đây ở đây chuẩn bị nó in decor rất là đẹp. Ở bây giờ trong thành phố là bắt đầu có dịch lại cho nên là ở Pháp bắt đầu dịch gia tăng lại cho nên là mọi người ở đây là đều phải bắt buộc mang khẩu trang khi đi vào đi ra ngoài. Nói chung là đi trong phố đó đông người đó cả nhà. Giờ là đeo khẩu trang lại rồi, bắt đầu đeo khẩu trang lại rồi đó cả nhà. Hôm nay là trời có nắng rất là đẹp nha cả nhà. Rất đẹp luôn. Ở bên trong nó đề co những cái nhà nó copy lại những ở kho có những ngôi nhà gỗ giống gì nè cả nhà. Nó làm đẹp á. Tại vì ở kho là đặc biệt là có những ngôi nhà gỗ đủ màu á, đẹp. Nó copy lại y chang vậy. À. Rất đẹp nha cả nhà. Bên phía ngoài của trung tâm một xíu nó cũng làm cái này nè. Ở trong trung tâm phố thì nó cũng có làm. Phía bên ngoài nó cũng làm một cái như gì đó. Nó decor Noel rất là đẹp cho cả nhà. Bên trong nó có bọc cái ni lông bên ngoài như gì nè để bảo vệ trời mưa đồ á, tuyết đồ. Mai mốt lạnh là nó có tuyết có mưa rồi nó khỏi ướt hết những cái decor. Đó đẹp cả hả ha. Yeah, dễ thương quá. Mình mới ở trong Sephora này cả nhà, mình vô đó mình xin cái đế này. Đế này để dựng cái chai lăn cơm hồi bữa mình mua mà nó không có để nó đứng, chai lăn cơm nó không có đứng được mà nó chỉ nằm thôi. Có cái đế này thì cái chai lăn cơm đó nó mới đứng được, nó dựng đứng lên được. Tại vì bình thường nó nói là nó không có cho nó bán mà mình cầm lên với nó là mình nói là mình mua rất là nhiều, mình phải cần cái này thôi để mình dựng lên mình quảng cáo cho nên nó mới cho mình. Nếu không bình thường là nó bán chứ không chịu cho nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trang và Trang chúc mọi người nhiều sức khỏe nhé. Hẹn gặp mọi người video sau. Bye bye, xin chào.